Wow, thời gian dành cho chương trình Đại Chiến Tà Hồng đã đến rồi. Chúng ta bắt đầu thôi. Hey, hey. Và thưa quý vị, ngay bây giờ hãy cùng chào đón nữ chính xinh đẹp của ngày hôm nay, đó là Thúy Hà. Thúy Hà đến với chương trình. Cho phép anh Hiếu xin gửi lời chào đến khán giả trước khi bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay nha. Thưa quý vị, đứng bên cạnh tôi lúc này là Thúy Hà, là nữ chính xinh đẹp của ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin hân hạnh được chào đón tất cả quý vị và các bạn đang đến với khung giờ quen thuộc này, 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7, để chúng ta cùng đến với chương trình Đại Chiến Tơ Hồng. Thưa quý vị, đây là sân chơi tình yêu rất thú vị do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Là một chiếc cầu nối nho nhỏ thôi để những người trẻ yêu thương nhau, chúng ta đến bên nhau và chúng ta đặc biệt là rút ngắn được khoảng cách tìm hiểu. Và tôi tin chắc rằng đó cũng chính là một trong những lý do để các bạn trẻ lựa chọn sân chơi này. Hôm nay, nữ chính xinh đẹp của chúng ta là Thúy Hà cùng làm quen với bạn ấy. Nào, Thúy Hà, hãy gửi lời chào đến khán giả chương trình đi nào. Đầu tiên là em xin chào anh MC Phương Hiếu. Xin chào tất cả các bạn có mặt ở trường quay hôm nay ạ. Em tên là Thúy Hà, hiện tại em đang làm công việc về bên mảng truyền thông giải trí ạ. Oh yeah. Làm truyền thông giải trí là một công việc vô cùng thú vị nha. Thường các chàng trai và cô gái lựa chọn công việc này sẽ năng động nè ha. Hướng ngoại chút xíu ha. Bên cạnh đó là bắt đầu sẽ có những cái óc sáng tạo cũng như là khiếu thẩm mỹ và đặc biệt là thích giao kết với nhiều người. Riêng Hà thì sao? Dạ, bởi vì một phần là em rất là thích công việc này, một phần là em nghĩ đây là cái ngành nghề cũng như là cái nơi để em có thể quen biết, giao thiệp được với lại nhiều người khác nhau, nhiều người ở nhiều tầng lớp khác nhau cũng như là nhiều người ở nhiều công việc khác nhau. Dạ. Dạ, và em rất là thích giao tiếp, thích nói chuyện với lại nhiều người ạ. Cái này mới lạ nè, do là mình thích giao tiếp nói chuyện với nhiều người như vậy mà lại còn độc thân thì cũng hơi lạ. Dạ. Tại vì dung nhan rất là xinh đẹp, rạng rỡ đầy năng lượng như vậy thì chắc chắn là anh Hiếu phải muốn nghe cái lý do vì sao mình vẫn còn cô đơn rồi. Tất nhiên là bởi vì chưa tìm được người, chưa tìm được đối tượng phù hợp với mình. Có tìm không? Dạ có. Có tìm, nghĩa là có tìm mà chưa được. Dạ đúng rồi. Mình kể chút xíu về cái kinh nghiệm lịch sử tình trường rồi nè. Đấy. Dạ, nói chung là cũng tìm hiểu nhiều người thôi anh. Nhưng mà cũng tìm hiểu giống như dạng là tụi em đi chơi nhưng mà em cảm thấy không hợp thì là bạn. Dạ, chỉ nghĩa là thôi. Có tìm hiểu gặp nhau đi chơi là qua mạng xã hội hay là qua các ứng dụng hẹn hò hay là gặp trong môi trường làm việc? Bởi vì cái miệng em cũng hơi lanh á cho nên là nên là đa số tụi em sẽ gặp nhau trực tiếp để nói. Hay thì quá. Khi mà gặp nhau trực tiếp để nói thì em phát hiện ra là bởi vì em nghĩ giao tiếp là cái chìa khóa để mình có thể dễ dàng hiểu được người ta nhiều hơn. Cho nên là khi mà nói chuyện trực tiếp với nhau thì em cảm thấy là không hợp, có quá nhiều chỗ không hợp với nhau thì tụi em chỉ là bạn thôi. Một trong những lý do để em lựa chọn sân chơi này là gì? Trong cái sân chơi của mình á thì em có thể gặp gỡ được nhiều người cùng một lúc. Dạ. Nếu như mà có thể tìm được đúng một đội của mình thì hay quá, còn không thì vẫn có thể có thêm những mối quan hệ bạn bè. Đúng rồi. Dạ. Tại vì rõ ràng là việc mà chúng ta lựa chọn bao nhiêu lần không cần biết, chỉ cần lựa chọn một lần đúng là đúng. Dạ đúng rồi. Hy vọng rằng ngày hôm nay mình sẽ có nhiều trải nghiệm thật thú vị. Rồi kể sơ sơ, có nghĩa là mình chỉ mới gặp gỡ trò chuyện với các chàng trai rồi mình thấy không hợp mình dừng lại thôi chứ chưa yêu lần nào. Dạ đúng rồi ạ. Chắc thì chưa. Cái này phải cam kết nghe, chắc nghe. Dạ thật ra là cũng có nhưng mà cũng là nhiều vì nhiều lý do thôi anh. Nó giống như là có người thì là lý do là thời gian, có nghĩa là em cảm thấy là bản thân mình không thay đổi hoặc là thay đổi thì cũng thay đổi ít chứ không thay đổi nhiều. Nhưng mà đối phương thì thay đổi theo thời gian. Lúc trước khác, lúc sau khác, cho nên em không có chấp nhận được cái chuyện đó. Cái mối tình đã kéo dài bao lâu? Mối tình gần đây nhất của em là chắc cách đây khoảng được một năm. Một năm? Dạ. Một kéo năm dài hơn. Bao lâu? Dạ. Kéo dài chắc tầm 3 tháng. Kéo dài 3 tháng? Dạ, 3-4 tháng gì đó. Trong 3 tháng là làm sao mà anh ấy thay đổi nhiều như vậy được? Dạ, thật ra bạn này là người yêu cũ. Quay lại với người yêu cũ xong rồi cái... Nghĩa là
Bạn này là từng yêu bạn này một thời gian rồi. Dạ, đúng yêu rồi. Trong bao lâu? Dạ cũng yêu trong tầm 3-4 tháng. 3-4 tháng cái chia tay. Dạ. Cái chừng bao lâu nữa quay lại? 1-2 năm gì đó. Ồ. Dạ. Nghĩa là yêu chỉ 3-4 tháng rồi chia tay, rồi 1-2 năm sau mới quay lại. Dạ đúng ạ. Thì cái lý do chia tay? Lý do chia tay là bởi vì em với bạn không cùng quan điểm, cũng như là công việc hai đứa quá bận rộn, không dành cho nhau được thời gian. Đúng là em dừng lại với mối tình này thì không có gì sai. Là tại vì sao? Mình đã quen 3-4 tháng trước đó, dừng hẳn 2 năm. Nghĩa là các bạn có cả một khoảng thời gian dừng để trau dồi thêm cho mình kinh nghiệm sống, trau dồi thêm cho mình nhân sinh quan vân vân. Dạ. Nhưng mà khi yêu lại thì hai bạn vẫn không làm bùng nổ cái mối tình này. Dạ đúng ạ. Nhưng mà sau mối tình như vậy, đậu lại thì mình có kinh nghiệm gì cho tình yêu? Bởi vì thời điểm mà em quen bạn thì em cũng khá là khó tính á. Dạ khó tính có nghĩa là em mong muốn, bởi vì em nghĩ là con người ai cũng sẽ phải thay đổi thôi. Đúng. Thì là thời điểm đó em không có chấp nhận được cái sự thay đổi của bạn. Con người ai cũng sẽ phải thay đổi, ít nhiều gì cũng sẽ phải thay đổi, chứ không chỉ riêng bạn. Dạ. Cho nên cái việc mà mình bắt đầu nhận ra điều đó để mình dễ tính hơn với những người đến sau cũng là cho mình một cơ hội. Vậy thì sẵn sàng chưa? Dạ vâng. Sẵn sàng rồi, một tràng vỗ tay để chúc cho bạn đạt được ý nguyện của mình. Thúy Hà đã chia sẻ như vậy và có những cái tiêu chuẩn nhất định. Vậy thì không biết là hội đồng người thân của Thúy Hà sẽ gồm những ai? Chúng ta cùng chào đón hội đồng người thân của nhà gái, xin mời. Thưa quý vị, hội đồng người thân ngày hôm nay toàn là những nhan sắc xinh đẹp, tuyệt vời. Dạ xin mời giới thiệu về mình ạ. Dạ xin mời Vì ở giữa, chắc là mẹ phải không ạ? Chào MC Phương Hiếu và dạ, chào quý vị khán giả. Tôi tên là Việt Nguyên, là mẹ nuôi của Thúy Hà. À, dạ, tôi mẹ và mẹ của Thúy Hà là hai chị em thân thiết với nhau. Dạ. Trước đây và hôm nay là ngày cuối tuần, mẹ Thúy Hà có nhiều công việc bận rộn. Dạ. Cần phải giải quyết nên mẹ gửi gắm con gái cho tôi. Dạ. Và hôm nay tôi tới đây để tư vấn thêm cho con. Dạ. Cách chọn cái chàng rể tương lai. Dạ chào đón mẹ đến với chương trình. Thật ra mẹ nuôi, mẹ ruột không quan trọng bằng việc cái tình cảm mình dành cho con trẻ như thế nào, và mình hiểu cái tiêu chí cũng như là mình mong muốn những điều gì tốt đẹp nhất cho con của mình. Dạ, mẹ Nguyên ơi, vậy thì không biết là mẹ Nguyên khi mà nghe mẹ ruột ở nhà của Hà chia sẻ với mình về đâu đó những cái mong muốn cho con mình hạnh phúc, thì với mẹ Nguyên thì đâu là một chàng rể tương lai mà mẹ Nguyên cũng như mẹ ruột của Hà sẽ ưng ý nhất? Con gái nuôi của mẹ là một người xinh đẹp, năng động và có công việc ổn định. Dạ. Nên cái chàng rể tương lai là mẹ hướng tới là trước tiên là phải là gia đình nền nếp. Gia đình nền nếp. Và có sức khỏe tốt. Sức khỏe tốt và có công ăn việc làm ổn định, có cơ hội thăng tiến. Dạ. Và người biết quan tâm, chia sẻ và chăm sóc với mọi người thân trong gia đình. Dạ, mình dạ, cần nhiều đó thôi. Dạ như đó là đủ rồi phải không ạ? Cho Hiếu hỏi mẹ thêm một câu nữa nha. Với em Hà thì không biết là mấy bạn mà đẹp trai thì em Hà có thích không ạ? Em Hà thì vẫn thích những người đẹp trai, cao to và có cái những cái suy nghĩ chín chắn, trưởng thành. Cảm ơn mẹ đã tiết lộ thêm những cái tiêu chí về ngoại hình chút xíu. Phải đẹp trai, cao to để đâu đó có thể vững chãi hơn, phải không mẹ? Dạ. Chào đón mẹ đến với chương trình. Vì kế bên xin mời giới thiệu về mình ạ. Dạ, xin chào anh Phương Hiếu, xin chào khán giả. Mình là Huyền và là chị gái của bé Hà đây. Dạ. Thì hôm nay đến đây cũng mong muốn là sẽ giúp em tìm một người có thể cùng em đi một đoạn đường dài sau này và có thể chia sẻ cùng em những khó khăn trong cuộc sống này. Dạ, dạ. Chị là chị ruột hay là chị thế nào ạ? Dạ, chị ruột luôn ạ. Ôi dạ, rồi. Dạ. Dạ chị ơi, chị có gia đình chưa? Dạ, mình cũng có gia đình rồi. Với chị thì cô ấy là một cô gái như thế nào trong tình yêu? Thực ra thì hai chị em cũng thường xuyên trao đổi với nhau cũng như là tâm sự. Thì Hà thì bề ngoài một cô gái rất là năng động và em luôn vui vẻ. Nhưng mà thực ra thì bên trong của em cũng là một cô gái rất là yếu đuối. Đó. Và đôi lúc em cũng suy nghĩ nhiều hơn so với những bạn cùng trang lứa. Yeah. Và đôi lúc thì mình cũng thấy thương em rất là nhiều vì đang còn nhỏ tuổi mà là đã phải suy nghĩ nhiều như vậy rồi. Thì cũng mong muốn là sẽ tìm cho em được một người đàn ông có thể là cùng em đi qua những cái khó khăn và cùng em san sẻ những cái suy nghĩ đó để cho em có thể vui vẻ và có thể hạnh phúc. Thường quý vị, không biết quý vị nghĩ như thế nào chứ các cô gái á, khi mà ra ngoài đường bắt đầu chọn cho một cái giao diện là gai góc chút xíu, tự tin năng động chút xíu, nhưng mà ở bên trong thì vẫn là con gái thôi. Dạ, phải không? Rồi ạ. Vẫn có rất là nhiều mối lo, vẫn rất là nhiều sợ hãi, vẫn rất là cần một ai đó làm cho mình yên tâm hơn. Nghĩa là cũng có thể cái lỗi đến từ mình, nhưng cũng có thể cái lỗi đến từ chàng trai kia chưa làm cho bạn yên tâm.
Dạ. Đúng không? Dạ, đúng. Cho nên không sao cả. Giới thiệu bản con lại, mời giới thiệu về mình ạ. Em chào tất cả mọi người, em chào MC Phương Hiếu. Em là Ngô Huỳnh Nga, em là em họ của chị Hà. Chị Hà là một cô chị như thế nào đối với em? Và em nghĩ rằng chị Hà nên thay đổi cái gì để chị Hà tốt hơn? Chị Hà là con người rất là kiểu bên ngoài thì cũng mạnh mẽ nhưng mà bên trong thì nhạy cảm, suy nghĩ nhiều. Cũng nhạy cảm luôn. Cũng suy nghĩ nhiều. Cho nên là em muốn chị Hà nếu mà bước vô mối quan hệ mới á thì đừng có lo gì nhiều quá. Thưa quý vị, hội đồng nhà gái ngày hôm nay đã đầy đủ rồi. Dường như là khoảng cách và thế hệ là một cái lợi thế để giúp cho Hà có thêm những cái dữ liệu quan trọng để đưa ra lựa chọn chính xác hơn. Mời nhà gái vào vị trí để bắt đầu chương trình ạ. Xin mời. Thưa quý vị, hội đồng người thân của nhà gái đã vào vị trí rồi. Ngay bây giờ tôi sẽ được giới thiệu hội đồng người thân của nhà trai để xem các nhà trai hôm nay ở đây gồm những ai. Chúng ta cùng chào đón gia đình đầu tiên, đó chính là mẹ Vân và con trai Ngọc Bảo. Cùng làm quen với gia đình tiếp theo thưa quý vị, đó chính là ba Hiệp và con trai Thanh Phong. Và gia đình nhà trai còn lại, nhà trai số 3, chúng ta cùng chào đón mẹ Thảo và con trai Quốc Duy. Đầu tiên phải cảm ơn các gia đình nhà trai đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Sự có mặt của những người làm cha làm mẹ là niềm vinh hạnh cho chương trình, để chúng ta luôn đồng hành cùng con mình, phải không ạ? Và đầu tiên Hiếu hỏi ba nhà trai luôn, chúng ta nhìn thấy em Hà ngày hôm nay đủ tiêu chuẩn làm dâu tương lai mình không ạ? Được, mình gật không, mình lắc ạ? Tưởng có người lắc là xỉu liền. Quan trọng là cảm ơn cô chú rất nhiều đã dành thời gian đến với chương trình. Và thưa quý vị khán giả, điều đặc biệt của chương trình đó chính là chỉ có quý vị khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ mới biết được dung nhan của ba cậu con trai gia đình nhà trai mà thôi. Còn lại tất cả mọi người tại trường quay thì chỉ biết được các vị phụ huynh ngồi ở đây. Cho nên đó chính là điều hấp dẫn từ chương trình. Và thì bây giờ hãy cùng làm quen ngay với gia đình đầu tiên. Và quý vị đừng quên, ở vòng đầu tiên này cục cưng hoàn hảo thì mỗi gia đình nhà trai sẽ phải đưa ra một lựa chọn cực kỳ khó khăn, đó chính là dành những lời nói để giới thiệu về con của mình dành cho nhà gái, để làm sao thuyết phục được nhà gái giữ con mình lại. Cho nên các nhà trai chúng ta hãy lựa chọn những chi tiết thú vị như là những điểm nổi bật nè, về tính cách nè, về nghề nghiệp nè, cũng như những ưu khuyết điểm nào của con em nhà mình mà mang lại nhiều cảm xúc thì mình nhớ chia sẻ thật kỹ. Nhà trai sẵn sàng chưa ạ? Ok. Thưa quý vị, nhà trai đã sẵn sàng, nhà gái cũng sẵn sàng để lắng nghe những chia sẻ của nhà trai. Và chúng ta cùng đến ngay với vòng đầu tiên của chương trình mang tên Cục Cưng Hoàn Hảo. Thưa quý vị, ở vòng đầu tiên Cục Cưng Hoàn Hảo sẽ có một gia đình nhà trai rất tiếc phải dừng cuộc chơi qua sự lựa chọn của nhà gái. Vậy đó sẽ là gia đình nào? Ngay bây giờ hãy cùng xem gia đình của mẹ Vân sẽ giới thiệu về con trai Ngọc Bảo của mình như thế nào để chứng minh con của mình là Cục Cưng Hoàn Hảo. Một tràng vỗ tay để cổ vũ cho mẹ Vân. Mời mẹ Vân bắt đầu ạ. Xin chào nhà gái, xin chào mọi người. Dạ. Dạ, tôi là Thu Vân, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Con tôi là Ngọc Bảo, cao 1m72, nặng 51kg. Đó. Công việc của em làm gì thưa mẹ? Dạ, em đang học diễn viên cao đẳng. Dạ, năm thứ nhất. Dạ, em có học võ taekwondo. Có học võ taekwondo dạ. Luôn. Dạ. Đai đỏ. Đai đỏ luôn hả? Dạ. Dữ dội chưa? Wow. Tính cách của em sao mẹ hả? Tính cách của em là năng động, vui vẻ. Năng động, đồng, vui vẻ. Dạ. Thích giúp đỡ mọi người. Thích giúp đỡ mọi dạ. người, dễ thương quá. Dạ, qua đồng hay chọc ghẹo người khác cười lắm. Dạ, thôi được quá. Dạ. Em cao, mũi cao, mắt sâu mà hơi ốm. Đẹp trai không? Dạ, đẹp trai. Cái đó mới quan trọng nha, phải nhắc cái đó mới được. Rồi, hồi đó giờ em có người yêu chưa? Thời sinh viên đi học á, em được 2 mối tình. 2 mối tình rồi, dạ. Nhưng chia tay rồi. Dạ. Dạ, rồi hiện tại thì độc thân. Em còn làm công việc gì thêm nữa không bên cạnh việc học á mẹ? Làm trong phụ tiếp người ta bán trong chợ cà phê á.
Nghe, nghĩa là đi làm phục vụ quán cà phê. Dạ. Giỏi quá vậy ta. Hồi nhỏ cháu thì hơi gầy là tại vì thường xuyên đau ốm nên phải gửi cháu vô chùa. Dạ. Dạ. Rồi cái sinh hoạt sống của cháu là có tính hướng thiện. Ừ. Trong trong chùa có nhiều cái phong trào như là đi từ thiện đó. Dạ. Thì cháu rất là thích. Hay dạ. Quá. Thường xuyên tham gia kịch hài trong chùa là em có mặt thường xuyên. Dạ. Dạ. Dễ thương quá. Đi học mà tập trung vào việc học để ước thành một diễn viên chuyên nghiệp á. Dạ, cho nên tập trung học dữ lắm. Dạ, cho nên con của tôi là thuộc cưng hoàn hảo. Cảm ơn mẹ Vân với những thông tin vừa rồi dành cho con trai của mình. Ốm cao 1m72 và 51kg, cái số cân mà anh mong ước luôn á. Nhưng quan trọng là bạn này, bạn hướng thiện ha, bạn học diễn viên. Học diễn viên là chắc cũng có sắc vóc chút xíu. Dạ. Mình có những cái thông tin đó rồi, hiền, ngoan, dễ thương nữa. Nhưng mẹ chia sẻ hay chọc người ta cười á, cũng dễ làm cho em vui. Dạ thưa mẹ nhà gái, mẹ Nguyên ơi, mẹ thấy sao với thông tin của nhà trai số 1 ạ? À? Một cái người năng động, hướng thiện và có những cái việc làm có ích cho xã hội. Tôi thấy cũng được, cũng cao ráo rồi ngoại hình nghe kể thì là đẹp trai. Dạ. Mà mới học năm nhất cao đẳng mới thôi. Mới học năm nhất thì tôi nghĩ cũng còn nhỏ so với con gái của tôi. Dạ. Nên cũng phải cân nhắc. Dạ. Suy nghĩ lại. Bây giờ người ta đang có gu là lấy máy bay á. Vậy hả? Em cũng không có ngại việc mà bạn trai đó lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn mình. Dạ. Đúng không? Nhưng mà nếu mà nhỏ quá thì hơi ngại chút xíu. Bao nhiêu là nhỏ quá? Cách tầm 5 tuổi trở đi. Em là 25, bạn này năm nhất là mới 19. Được không? Nhan sắc bù lại được. Em háo sắc. Nhưng mà rõ ràng việc mà mình có một người bạn, bạn trai hay là bạn gái mà có sắc vóc chút xíu á, mình thích lắm. Dạ, tại vì rồi. Nó mang lại cho mình cái nguồn năng lượng rất là tươi mới. Mình đi ra đường mình cũng hãnh diện nữa. Rồi, mẹ là quan điểm như vậy. Còn với chị thì sao chị? Sau khi mà nhạc trai chia sẻ thì chị cũng thấy rằng là bé cũng được. Nhưng mà mình cũng phải tìm hiểu và nghe nhiều hơn để xem. Dạ. Là đưa ra cái quyết định chính xác. Quan trọng là ở đây nè, Hiếu thấy là nó có một cái điểm chung nho nhỏ. Hà thì Hà đang làm về truyền thông giải trí, bạn này đang học diễn viên, đúng không? Nó rất là dễ dàng thấu hiểu nhau, phải không mẹ? Cho nên cái việc mà nhỏ tuổi hay lớn tuổi cũng thành vấn đề. Thật ra mà nó quan trọng là mình thích là được à. Phải không ạ? Công việc nó hỗ trợ với nhau. Chính xác, em gái ơi. Với những gì mà gia đình của mẹ Vân chia sẻ thì em thấy như thế nào về chàng trai này? Trước mắt em thấy kiểu giới thiệu sơ thì em thấy cũng ok, nhưng mà sau khi em nghe về tuổi thì em thấy chưa có hợp với chị em lắm. Là hơi nhỏ phải không? Dạ đúng rồi, hơi nhỏ. Hơi nhỏ quá, năm nhất. Dạ. Cao đẳng là hơi nhỏ nha. Rõ ràng hồi nãy một trong những cái tiêu chí mà nhà gái đưa ra là phải có kinh tế, phải có công việc ổn định. Thì bạn này mới năm nhất thôi, có đi làm thêm ở ngoài này nọ đó. Nhưng mà quan trọng là có ổn định hay chưa thì chúng ta hạ hồi phân giải. Nhưng không sao mẹ, cứ tham khảo đi. Là tại vì là chương trình lựa chọn những gương mặt với những tiêu chí đâu đó nó cũng sát với những gì mà em Hà mong muốn đây. Cho nên mình chút nữa mình hả soi sát lại mẹ ha. Thưa quý vị, gia đình tiếp theo Ba Hiệp sẽ giới thiệu về con trai Thanh Phong của mình như thế nào. Một tràng vỗ tay cổ vũ cho Ba Hiệp ạ. Dạ mời ba. Xin chào bạn gái, xin chào khán giả. Tôi là ba của bé Phong. Tôi là nghề nông. Nhà tôi là có ba mẫu về trồng nho. Dạ. Là con tôi là ba làm cơ khí. Nó yêu thích về chơi bóng gỗ. Nó được đi sân khấu là được giải huy chương hạng ba. Ồ. Thì nó là yêu thích nó nữa, đó là về ca hát. Nói chung là nó chia tay về bốn mối tình. Dạ. Mỗi năm là một mối tình. Mỗi năm là một mối tình. Nói chung đôi lúc rảnh rỗi thì nó về nó cũng giúp về cha mẹ về làm nông. Dạ. Đôi lúc về bạn bè về lỡ rủ nó đi về ca hát, về nó giúp Thảo biết tính trên và dưới. Dễ thương. Đôi lúc về phụ mẹ nấu cơm nấu nước. Ừ. Nói vậy thích nó về ăn khoái ăn cơm với cá. Ừ. Với canh bí đỏ với sườn non. Dễ thương hả? Về nó năng động nhưng mà hơi bụi. Hơi bụi một chút. Về kinh tế thì ổn định. Con tôi nói chung là cục cưng hoàn hảo nhất. Một tràng vỗ tay để chúc mừng chú. Chúc mừng Ba Hiệp đã có con trai. Quan trọng là Hiếu Thảo.
quan trọng là nhà tới ba mẫu ruộng lận. Ừ. Mà em vẫn tập trung công việc của mình. Em vừa chơi bóng rổ, thích rap. Đây là một chàng trai hướng ngoại chắc chắn đấy. Chắc chắn rất là năng động. Chơi bóng rổ là phải có thứ tất chút xíu. Em cao bao nhiêu ạ? Cao 1m78. Đó, thấy chưa? Nặng 90. Nặng 90kg. Yeah. Cao 1m78, nặng 90kg. Hơi bự một chút xíu. Ấy yeah. Nãy tiêu chí của nhà gái là cao, to. Cho nên bự chút xíu không sao. Mình đúng tiêu chí, không có gì hết trơn rồi. Dạ mẹ. Mẹ thấy sao ạ? Theo cái lời giải thích của ba của Phong thì tôi thấy rằng là con trai có gia đình nề nếp, có của cải, và cái người sinh động mới là chơi rap. Dạ. Và cũng luôn quan tâm với cha mẹ, thường hay về nhà ăn cơm. Dễ thương. Rồi thích ca mẹ nấu những cái bữa ăn trong gia đình. Dạ. Tôi thấy cũng ok. Nhưng mà nghe bên ba của Phong kể là đã trải qua 4 mối tình rồi. Tôi đang suy nghĩ thử là anh ấy có khắc khe trong việc tình cảm hay không. Dạ. Và mỗi năm một mối tình thì tôi cũng e ngại là con trai của anh là chưa có những cái suy nghĩ chín chắn trong cái tình cảm. Dạ. Ba có muốn phản biện gì không ạ? Con tôi 4 mối tình là như vậy. Tại vì trong cái thời gian về cái sự quan hệ với bạn gái nó thì không có thời gian để mà tìm hiểu lẫn nhau, để mà tiếp xúc và sự thông cảm lẫn nhau. Vì cái trường hợp đó bạn gái không cảm thấy không phù hợp thì chia tay bạn trai, cũng không biết là sự nhõng nhẽo hay là sự chiều chuộng về bạn gái. Nhưng mà rút kinh nghiệm gì sao chia tay 4 mối tình thì cứ rút kinh nghiệm đó, nó sẽ cứng rắn hơn một tí xíu. Ừ. Tôi cũng về không phải là khó, gia đình khó khăn về mặt tình cảm, tôi cũng thông cảm về mọi mặt sự hai đứa đó tìm hiểu đó nha. Con đặt đâu với cha mẹ ngồi đó thôi, vấn đề không có sự lo lắng về vấn đề khác. Dạ. Để sao là con dâu mình nó hiếu thảo mình là được rồi. Dạ đúng. Biết tiếng trên và dưới được rồi. Dễ thương quá, đúng chất nông dân mẹ Nguyên thấy không? Ba Hiệp đúng chất nông dân, đâu đó chất phát thật thà. Cái quan trọng thưa mẹ Nguyên, cái điều này chắc chắn là chúng ta phải bàn. Là tại vì sao? Thường chúng ta nghe một ai á mà có nhiều mối tình á, chúng ta hay nghĩ rằng người đó lăng nhăng hay là bay bướm hay là chống quên. Nhưng mà không phải, tại vì theo Hiếu nha, cái người trẻ hiện đại ngày nay á, nếu các bạn bắt đầu bước vào mối tình mà các bạn cảm thấy không hợp thì mình chia tay. Chia tay càng sớm càng ít đau khổ, phải không ạ? Cho nên việc mà 4 năm mối tình là bình thường. Cái đó là để tránh là mất thời gian của nhau quá. Đó, cho nên không sao mẹ ha. Mẹ tham khảo thêm. Còn chị Huyền thấy sao ạ? Dạ, sau khi mà nghe chú nói về em qua thì thứ nhất là con thì con không có đặt vấn đề là trong cái giai đoạn mà em đang tìm hiểu trước về đó thì bao nhiêu người thì con không có đặt nặng cái vấn đề đó. Nhưng mà khi mà nghe chú chia sẻ về em á, thì một người con sinh ra từ làm ba mẹ là làm nông thì em sẽ có một cái sự chân thật trong lòng mình. Và bên cạnh đó thì khi mà em có ba mẹ làm nông thì chắc chắn em cũng sẽ hiểu được cái sự khó khăn và vất vả của ba mẹ, thì em cũng sẽ có cái sự đồng cảm và thương ba mẹ nhiều hơn. Thì bên cạnh đó thì em cũng sẽ thương vợ mình giống như thương ba mẹ. Dạ. Nói chung là mình thấy có điểm cộng. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Còn em thì sao? Sau khi em nghe bác nói thì em nghĩ là tuổi trẻ thì ai cũng có sai lầm đúng không? Tuổi trẻ là để trải nghiệm mà. Đúng rồi. Cho nên là em thấy anh này cũng được, ấy là cũng phù hợp với chị em. Thưa quý vị, nhà trai số 2 đã giới thiệu xong, Ba Hiệp đã giới thiệu xong về con trai của mình. Ngay bây giờ chúng ta cùng hồi hộp chờ đợi xem, để xem ở vị trí nhà còn lại mẹ Thảo sẽ giới thiệu về con trai Quốc Duy của mình như thế nào. Một tràng vỗ tay cho mẹ Thảo. Cố lên mẹ. Chào tất cả khán giả, chào Quân Suy, chào nhà gái. Con mẹ Thảo là Lê Quốc Duy. Dạ. Mẹ Thảo đến từ Quảng Ngãi. Dạ, để Quảng tham Ngãi. Gia chương trình. Dạ. Bé Duy á rất là năng động và tự tin. Dạ. Bé có cái tính tự lập từ nhỏ. Ừ. Điển hình như hồi lúc mà bé học lớp 7 á, ở nhà làm nông bị thất á, bán hết đất rồi về quê ở Quảng Ngãi. Dạ. Một mình bé ở Đắk Lắk, bé sinh sống tự một mình bé. Rồi dạ. Tự học luôn, học lớp 9 á, bé vô Sài Gòn. Rồi học thêm cái ngành điện nước á. Điện nước, dạ, kỹ thuật điện nước. Vừa học vừa làm mà vừa kiếm tiền để phụ giúp gia đình. Tại lúc đó nhà cũng ngặt á. Dạ. Cuối cấp 3 thì bé đã vừa học vừa làm. Ừ. Mà bên bé có đi hát. Đi hát luôn hả? Đi hát ở ở phòng trà với lại cái sân khấu nhỏ. Dạ. Bé có riêng một cái nhóm mà rap luôn. Ồ, là cũng rap luôn hả mẹ hả? Bé rất thích cái món ăn mà những cái gì về gà. Mà lại thích cái màu hồng nữa chứ. Thích màu hồng là cái chiến tranh chắc luôn. Ừ, thường vậy á. Dạ.
bé mặc dù là bé giờ học giờ làm nhưng mà bé học rất giỏi. Dạ. Và được bằng khen mà giỏi toán ở cấp huyện á. Dạ. Mà em đang học gì mẹ? Bây giờ bé đang đi làm rồi, chụp hình những phim, làm phim này nè. Là photographer. Giỏi quá. Có tham gia những cái hoạt động của phường, của quận với của trường á. Dạ. Là bé đều đạt thành tích tốt. Giỏi quá. Dạ. Khi mẹ kể như vậy thì con trai của mẹ đối với mẹ như thế nào ạ? Con trai của mẹ rất là hoàn hảo. Dạ. Yeah. Thưa quý vị, chắc là quý vị cũng thắc mắc là tại vì sao tham gia một cái chương trình tìm kiếm tình yêu cho con mà ba mẹ hay ra là bé này bé nọ. Thì đúng rồi thưa quý vị, thật ra ở nhà thì con của họ dù lớn bao nhiêu thì cũng là bé. Cảm ơn mẹ Thảo rất là nhiều đã giới thiệu về con của mình. Mình thấy được những tín hiệu tích cực từ chàng trai này ha. Gia đình khó khăn làm nông nhưng mà bạn đã tự lập từ nhỏ. Lớp 7 đã đi làm rồi, lớp 9 bắt đầu lên thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp rồi. Chứng tỏ rằng là chàng trai này đã ra đời từng trải rất sớm. Để có được như ngày hôm nay, giờ thì đi hát. À, và có nhóm rap riêng là cũng có máu nghệ thuật đấy. Quan trọng thể thao thì bé cũng có tham gia tất cả những cái môn thể thao nhưng mà giỏi nhất là môn bóng rổ. Bóng rổ luôn. Em cao nhiêu ạ? Cao 1m73. Dạ, được rồi. Ổn, dạ. Mẹ Nguyên ơi, mẹ Nguyên thấy sao với gia đình số 3 ạ? À, thấy con trai của mẹ Thảo thì là tự lập. Dạ. Tự lập từ lúc nhỏ. Điều đó là chứng tỏ là con của mẹ là trưởng thành, làm nhiều việc để mà trang trải cuộc sống. Khi mà con mà rời ở quê đi về thành phố là có một mình mà để sống thì tôi thấy đó là cái sức mà cái nghị lực sống của con nó rất là cao. Và hiện tại bây giờ con cũng có tham gia mọi cái hoạt động của xã hội, làm nhiều việc để trang trải cuộc sống và cũng như là có luyện tập thể dục thể thao, rồi có chơi rap, coi như là nói chung là con cũng hoàn hảo. Dạ. Tôi thấy cũng ok. Cũng dạ. Là con chị Huyền thấy sao nè? Dạ, sau khi mà cô chia sẻ về con trai của cô thì con thấy là bé có chí tiến thủ rất là lớn. Đúng. Làm được rất là nhiều việc để có thể chăm sóc tốt bản thân của mình thì chắc chắn người đó cũng sẽ chăm sóc tốt cho người thân của mình. Chính xác. Bé kiếm thu nhập tự cho bé, bé còn gửi tiền về cho gia đình. Ở thành phố Hồ Chí Minh không phải là dễ sống quý vị. Phải chịu lao động, phải chịu làm việc, phải chịu tích lũy thì mới có tiền gửi về gia đình. Cảm ơn mẹ tiết lộ thêm thông tin này. Nãy không tiết lộ là dở dồi thấy chưa? Không sao, hạt có còn hơn không. Ba nhà trai hôm nay hiền queo. Mẹ, ba, Kiều Hiền hết trơn, hết trọi á. Thì tin rằng là nếu dù là chọn một trong ba gia đình đi chăng nữa thì chúng ta nếu hai em đi đến được với nhau lâu hơn thì xuôi gia cũng rất là hiền. Phải không? Hiền lành, chân chất, rất là dễ thương. Giờ mình chỉ coi gia đình nào phù hợp hay không phù hợp với con gái mình nhiều để mình dừng cuộc chơi thôi. Vậy thì thưa quý vị, ba nhà trai ngày hôm nay đã vừa chia sẻ xong về cậu con trai của mình. Có rất là nhiều điểm cộng, các bạn đều hiền lành, các bạn đều tập trung cho công việc, các bạn đều có những cái thành tích nhất định trong các việc học tập, cũng như là có những sự tiến thủ riêng và có những cái quyết tâm riêng khi mà ra đời. Vậy thì liệu rằng nhà gái sẽ cân đo đong đếm như thế nào để đưa ra quyết định dừng cuộc chơi với một gia đình mà nhà gái cho rằng là ít phù hợp với con gái của mình nhất? Vậy thì thời gian hội ý dành cho nhà gái bắt đầu. Quý vị, như vậy thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết. Nhà gái bàn luận rất sôi nổi. Vậy thì bây giờ mẹ Nguyên thân mến, mời mẹ Nguyên đại diện gia đình nhà gái sẽ đưa ra quyết định dừng cuộc chơi với một gia đình ngay lúc này. Gia đình nào là gia đình mà nhà gái quyết định dừng cuộc chơi? Mời mẹ bắt đầu. Người mà chúng tôi quyết định chia tay ngay lúc này là... Thật là khó khăn thưa quý vị. Bảo đang học diễn viên cao đẳng năm thứ nhất, em được 2 mối tình.
là nó chia tay về 4 mối tình. Dạ. Mỗi năm là một mối tình. Mỗi năm là một mối tình. Vì á, thích cái món ăn mà những cái gì về gà, thích cái màu hồng nữa chứ. Mời mẹ nhà gái quyết định, đó là gia đình của mẹ Vân, con Ngọc Bảo. Ồ. Dạ. Tiếc quá. Mẹ Nguyên thân mến, chắc là chúng ta dễ dàng nhận thấy do là chắc là mẹ Vân giới thiệu hơi nhỏ nhẹ quá. Dạ mẹ Nguyên ơi, đó có phải là lý do hay không, hay lý do gì mình dừng cuộc chơi với gia đình mẹ Vân và con trai Ngọc Bảo á? Lý do dừng cuộc chơi với mẹ Vân, con Ngọc Bảo thì tôi thấy rằng là mặc dù là gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh nó rất là thuận tiện cho con gái, cho hai bên cùng tìm hiểu với nhau. Dạ. Tuy nhiên hiện nay cháu vẫn là sinh viên của năm nhất, do đó cháu vẫn có những cái suy nghĩ chưa có được chín chắn. Dạ. Và trong cuộc sống cháu đã trải qua được hai mối tình rất là ngắn, tuổi đời là trẻ so với con của tôi. Dạ. Do đó tôi nghĩ là cuộc sống sau này nó sẽ không có hòa hợp nhau nhiều. Đúng là cái điều hồi nãy giờ mình quan ngại, phải không? Hồi nãy khi biết là cô này của nó là nhiều nhất là 5 tuổi thôi, mà này lệch hẳn là 1 tuổi luôn. Dạ mẹ Vân ơi, tại vì con trai của mẹ Vân là mới cao đẳng năm nhất thôi, cho nên không hợp tuổi với nhà gái, chứ không có chê gì con trai mình hết trơn hết trọi á. Mẹ thấy lý do dừng cuộc chơi này mẹ nghĩ như thế nào? Tôi thấy con tôi nó cũng tự lập lắm mà, nó cũng kiên định á. Nhà trai thì cũng binh con mình, tại vì mới có năm nhất thì cũng tự lập dữ lắm chứ không có trẻ lắm đâu mẹ. Nhà gái thấy sao ạ? Tại vì là bé đang đi học năm nhất và cái sau này bé sẽ gặp có những cái biến cố cũng như là những cái vấp ngã nữa, thì con lo sợ rằng là nếu như hai em có thể tiếp tục thì những cái suy nghĩ của cách nhau khoảng cách 6 tuổi thì thực ra thì cũng không phải là nhiều, nhưng mà một người đã đi làm và đã từng trải qua những cái khó khăn rồi thì cái suy nghĩ của em nó cũng sẽ khác hơn so với bé đang đi học. Nhưng mà con cũng mong muốn rằng là bé sẽ tập trung vào chuyện học hành để phát triển sự nghiệp trước, để sau này có thể lo được cho chính bản thân mình cũng như là cho gia đình của mình. Mẹ có nói gì nữa không mẹ Vân? Nhà gái đã chọn như vậy rồi, thôi tiếc quá. Dạ, yeah. Tiếng của mẹ Vân ha. Dạ, do là không cùng cái quan điểm cũng như là do chưa cùng lắm những cái tiêu chí lựa chọn của nhà gái, cho nên mẹ Nguyên cùng với hội đồng nhà gái đã dừng cuộc chơi với con trai của mẹ Vân. Vậy thì để xem khi con trai của mẹ Vân là một chàng sinh viên năm nhất của trường cao đẳng, một trường nghệ thuật đang học về diễn viên, khi bạn xuất hiện tại đây thì bạn có đủ chín chắn, đủ trưởng thành để chinh phục lại những cảm tình từ mẹ Nguyên hay không? Quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay quý vị nha. Thưa quý vị, chúng tôi đã quay trở lại rồi đây. Và ngay lúc này, Ngọc Bảo là con trai của mẹ Vân sẽ sắp lộ diện để xem với dung mạo của bạn ấy và lời ăn tiếng nói liệu có làm cho nhà gái thay đổi quan điểm rằng đây là một chàng trai chỉ mới có năm nhất cao đẳng mà thôi, sẽ khó có sự phù hợp với con gái của họ khi mà con gái nhiều tuổi hơn. Vậy chúng ta cùng xem Ngọc Bảo với dung mạo như thế nào. Cùng chào đón Ngọc Bảo, con trai mẹ Vân. Vỗ tay lên cho Ngọc Bảo nào. Mời mẹ lên. Trẻ trung năng lượng quá trời. Thấy làm sao? Vô đây trong thời gian chờ đợi Ngọc Bảo lộ diện là búi cái tóc khác lên liền. Dạ. Nhìn cho bớt đứng tuổi hơn hay dạ, sao? Dạ chính xác. Nhìn cho trẻ hơn. Đúng không? Đúng không? Rồi, Bảo thân mến, ở bên trong chắc là em cũng đã nghe nhà gái dừng cuộc chơi với mình với lý do gì. Bây giờ anh Hiếu cho cái cơ hội, tại hồi nãy khi mà mẹ giới thiệu về Bảo á, do là mẹ giới thiệu cũng nhẹ nhàng từ tốn á, cho nên nhà gái chắc là chưa có thấy áp phê hay sao á. Thôi giờ mình giới thiệu lại nha, mẹ có thiếu cái gì thì mình bổ sung luôn ha. Mời em. Dạ, lời đầu tiên thì cho em xin chào bạn nữ, nhà gái và anh MC và tất cả mọi người đang có mặt tại chương trình này ạ. Dạ, yeah, chào đón em. Thì em tên là Trần Ngọc Bảo và hiện tại là đang là sinh viên năm nhất
và em sinh năm 2004, thì có nghĩa là em cũng vừa tròn sắp vừa tròn 20. Và năm ngoái thì em có thi trường nghệ thuật nhưng mà không đậu, và em học tại trường du lịch ngành hướng dẫn viên, và cái đam mê nghệ thuật bùng cháy trong em, cho nên là em có ý chí quyết tâm để có thể năm sau thi lại vào trường nghệ thuật. Thì khẳng định em là một người có ý chí, có quyết tâm và muốn làm được điều mình muốn thì mình sẽ chinh phục được nó. Và đúng thì là độ tuổi các em thì sẽ nhỏ hơn so với bạn nữ, nhưng tuổi nhỏ chưa chắc là sẽ làm việc nhỏ, nhưng mà tuổi nhỏ thì có thể làm được những việc mà người chưa chắc là những người lớn hơn sẽ làm được. Vì những trải nghiệm của em tuy là sẽ không bằng những các bạn nam khác, nhưng những trải nghiệm của em thì chưa chắc những bạn nam khác đã được trải nghiệm. Và em chỉ nói một câu nữa là tuổi tác là trong tình yêu thì tuổi tác là không quan trọng, quan trọng là hai người yêu như thế nào và đến được với nhau ra sao. Và hiện tại thì em thấy là trang phục của em với bạn nữ cũng khá là tương đồng với nhau. Đúng không rồi. Biết là có mối nhân duyên gì hay không, nhưng mà không có hẹn nhưng mà lại gặp, vì Discord cũng là đều là màu trắng cũng giống nhau, cho nên là nghĩ đó là một cái duyên ạ. Dạ đúng rồi. Mà cho anh Hải bảo nha, hỏi thật nha. Dạ. Phải gu em không? Dạ có ạ. Đó, thấy chưa? Đấy, người ta nhìn, người ta để ý trang phục, người ta kiếm cái điểm chung của Red Cross là thấy đâu đó người ta cũng có sự quan sát rồi. Chứ phải không có. Dạ mẹ Nguyên thân mến và hội đồng nhà gái thân mến, khi em Ngọc Bảo xuất hiện tại đây rồi, hội đồng nhà gái mình cảm nhận như thế nào về em? Dạ. Khi cháu Ngọc Bảo xuất hiện là tôi thấy đây là một thanh niên rất là cũng điển trai. Đúng rồi. Cao ráo. Và mặc dù là em cũng mới học năm nhất, nhưng mà em cũng có những cái suy nghĩ chín chắn, những suy nghĩ từng trải trong cuộc sống. Sau này về cuộc sống chung thì nó chênh lệch tuổi tác nó rất là nhiều, nó khó, nó ảnh hưởng cuộc sống sau này. Thì tôi nghĩ nếu mà đây có con gái, con gái đây em thấy cũng phù hợp với em. Có thể nếu mà con Thúy Hà không hợp thì em có thể tìm hiểu con gái nè. Nghĩa là ở đây không phải là chê Bảo, mà đơn giản là Bảo có năng lượng nè, Bảo có sức trẻ nè, Bảo có hoài bão luôn. Nhưng có một điều chúng ta phải nói rõ nha, chị em phụ nữ á, thường có cái thiệt thòi là dù cho người phụ nữ đó ngang tuổi với người đàn ông thì khi vào giai đoạn sinh nở á, thì thường trông có vẻ cứng và chững chạc hơn. Mặc dù là ngang tuổi, huống hồ gì đây lớn tuổi hơn nhiều. Cho nên nhà gái cũng sợ là cái sự chênh lệch đó thôi, chứ không phải sợ gì cả. Nhưng quan trọng là như hồi nãy mẹ Nguyên đã có mở lời thì thôi mình hỏi em Nga luôn ha. Em Nga ơi, em thấy anh Bảo làm sao? Anh với chị em không hợp thì có thể với em. Trời ơi, thấy sao? Dạ em thấy thì bạn nữ cũng khá là xinh cao ráo và đẹp ạ. Phải mượn lên đứng thử đẹp. Lên đây, trời ơi, đó mình đứng kế coi. Oh. Đó, được không cả nhà? Đẹp. Vỗ tay cái coi. Rồi, móc điện thoại ra. Dạ em không đem anh đi. Không, điện thoại sao lấy số điện thoại? Kiểu này là xong phim rồi. Điện thoại em kế. Ừ vậy hả? Dạ em kế. Vậy là mình không cần xin nước, mình tự xin nước nội đúng không? Bấm vô. Anh Hiếu không mấy mình đổi nữ chính được không anh? Anh nghĩ là em lu mờ rồi. Được chưa, vỗ tay. Ở đây là một sân chơi tự do cho những người trẻ. Mình không hợp với kèo này, mình có kèo khác. Quan trọng là tạo một cái cơ hội để các bạn có thể tìm hiểu nhau. Đầu tiên vẫn là bạn bè, rồi sau đó nếu mà được thì mình tiến tới luôn. Cho nên thôi Nga ơi, mình có số rồi, thôi mình xuống đi cưng. Đứng ngoài nữa kìa. Thưa quý vị, như vậy là dù Ngọc Bảo chưa phù hợp với tiêu chí lựa chọn của mẹ Nguyên đây, cũng như là chị Huyền dành cho em gái mình, nhưng mà lại phù hợp với tiêu chí của em Nga. Cho nên không sao cả. Đầu tiên là phải cảm ơn mẹ Vân và em Bảo đã dành thời gian đến chương trình ngày hôm nay, và chúc cho mẹ nhiều sức khỏe và em Bảo cũng vậy, ngày càng hoàn thiện việc học của mình, sớm có công việc ổn định, cũng như là có thời gian tìm hiểu đâu đó bạn bè với em Nga để có những tin vui nhất định trong tình yêu của mình nha. Chúng ta dành một tràng vỗ tay để chào đón mẹ Vân và em Bảo đã đến với chương trình. Xin chào. Thưa quý vị, tôi biết lý do vì sao mà dân gian chúng ta có câu tình chị duyên em. Và ngày hôm nay điều đó xảy ra tại sân khấu này. Nga ơi, cố gắng lên nha em gái. Tuyệt vời.
Thưa quý vị, từ 3 gia đình nhà trai thì giờ đây gia đình nhà gái đã lựa chọn 2 gia đình xuất sắc nhất để chúng ta cùng nhau đến với vòng tiếp theo thôi. Ở vòng tiếp theo, những điều bất ngờ sẽ xảy ra khi lần lượt từng cậu con trai sẽ lộ diện. Bên cạnh đó là những món bảo bối mà các gia đình mang đến để chinh phục nhà gái nữa. Vậy thì quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình. Mời quý vị cùng đến ngay với vòng 2 mang tên Đại chiến Tơ Hồng. Để xem ngày hôm nay các nhà trai ngay vòng đại chiến tơ hồng này sẽ mang đến một cuộc đại chiến như thế nào. Không chần chờ nữa, hãy cùng hướng mắt về trung tâm sân khấu để cùng diện kiến ngay dung nhan của cậu con trai gia đình số 2, đó chính là em Thanh Phong, con của ba Hiệp. Xin mời. Dạ, con chào cô, con là Thanh Phong, con năm nay 23 tuổi. Và hiện thì con đang làm công việc là cơ khí chế tạo máy. Hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hồi nãy ba có giới thiệu gì thiếu về em không? Dạ, ba thì giới thiệu khá đầy đủ rồi. Khá đầy đủ? Dạ, nhưng mà cái về... Khá đầy đủ rồi, vẫn nhưng mà hả? Bổ sung đi lập tức. Hồi nãy ngồi trong đó là cũng khá là thắc mắc là những cái mối tình trước kia của em á, không phải là mỗi năm một mối tình. Đúng rồi, mà ba nói em 4 năm 4 mối tình đó. Bờ thì, vậy thì làm kiểu như là những mối tình của em tìm hiểu đều trên một năm. Hay quá. Chứ không phải là mỗi năm một mối tình đó. Đúng rồi, nghĩa là mình tìm hiểu rất kỹ đúng không? Dạ. Chứ mình không có yêu vội yêu vàng đó. Mình nói như vậy để mình có cảm tình từ nhà gái lại, chứ nhà gái cũng sợ lấn cấn cái vụ 4 năm 4 mối tình đó. Phải không? Còn gì nữa không? Còn thông tin giờ nãy chưa chính xác nữa không? Dạ, tất cả mọi thứ thì ba đó đều chính xác rồi. Rồi, vậy vỗ tay. Sẵn sàng chưa? Nghe đồn là em thích rap lắm phải không? Dạ, có chơi một ít. Vậy hả? Có thuộc câu nào không rap nghe chơi? Ở trong phòng chờ và nhìn em qua màn hình thì em cảm nhận như là thiên thần. Nếu được ở cạnh và ở cái mình nghe em, anh chỉ muốn được tình cảm được lên dần. Dạ, là mới sáng tác tức thì. Dạ. Không, hồi nãy là em có thêm mấy câu nhưng mà em run quá, em không nhớ. Nghĩa là dài hơn nó lên run quá không sao. Vỗ tay cổ vũ tinh thần cho bạn. Rồi, như vậy để đề ba, để lấy cảm xúc. Tại vì sau đây là hai thử thách mà em phải vượt qua bằng nhiều cảm xúc nhất. Bây giờ em mời Hà lên vị trí đó cho mình Hiếu nha. Dạ. Đấy, 1m78 thưa gia đình. Dạ, cũng được chứ hả? Nhìn cũng xứng đôi vừa lứa trong phim ngôn tình lắm chứ bộ. Thưa quý vị, Thanh Phong đang đứng trước cơ hội có 1 phút 30 giây để thể hiện những cảm xúc chân thành gửi đến cho nữ chính của chúng ta, đó chính là em Hà. Bây giờ để xem 1 phút đầu tiên dùng lời nói em sẽ nói những gì. 1 phút dành cho Thanh Phong, bắt đầu. Thật sự thì khi nãy ở trong phòng chờ và nhìn bạn qua màn hình đó, thì ấn tượng đầu tiên của mình là bạn rất là xinh. Và khi bạn giới thiệu về bản thân thì có những thứ khá là trùng hợp với sở thích của mình. Tại vì ngày xưa khi còn nhỏ thì mình là một con người hướng nội, nhưng sau này lớn dần và mình nhận ra rằng là mình phải hướng ngoại đi, mình phải nói chuyện nhiều hơn với lại mọi người, gặp gỡ mọi người. Sao bạn nói bạn bà một con người đang theo học truyền thông luôn, thì đó, thì cái thứ mà bạn đang quan tâm và bạn đang học hỏi thì mình cũng có cảm nghĩ và mình cũng đang theo hướng đó. Hết giờ. Dạ. Tôi kêu chinh phục, tôi kêu ra nêu cảm nhận. Không sao, cái đó gọi là chiến thuật của mình. 1 phút xong rồi mình có 30 giây tiếp theo. 30 giây tiếp theo là mình chỉ hành động thôi nha, mình không nói. Một đoạn nhạc 30 giây dành cho Thanh Phong, bắt đầu. Bắt mạch á, đang bắt mạch. Ấm quá anh, ấm quá. Đó, thấy chưa? Hết giờ. Trời đất ơi. Hỏi thiệt đó, giờ nắm tay gái chưa? Dạ có. Nắm được nhiều tay cô gái chưa? Một vài cô. Một vài cô,
một vài cô mà bà nắm tay Trang bắt mạch vậy. Ít ra ta phải nhìn thẳng vào mắt, ta gửi trao những tín hiệu tích cực, còn ông này ông nắm tay. Thôi, chắc đó là chiến thuật của riêng bạn, mình ghi nhận. Rồi, bây giờ thưa quý vị, Thanh Phong đã vừa hoàn thành xong phần thử thách của mình. Và chúng ta hồi hộp chờ đợi xem liệu rằng Quốc Duy xuất hiện tại đây sẽ thể hiện như thế nào. Hãy cùng gặp gỡ ngay Quốc Duy, con trai của mẹ Thảo. Và bây giờ Quốc Duy, con trai của mẹ Thảo, đã sẵn sàng cùng gặp gỡ Quốc Duy. Ừ đó. Yeah. Wow. Ừ. Yeah, yeah, yeah. Okay. Đó. Ừ. Vô đây. Rồi, cao ráo nha. Được, cao ráo, năng động. Cười cái coi. Rồi, dễ thương quá. Được, ổn. Chào Duy. Dạ, em chào anh. Nãy giờ bên trong chờ lâu không em trai? Dạ, lâu lắm anh ạ. Để biết nhiệm vụ của okay mình rồi đúng không? Dạ, có cần giới thiệu lại những gì về mình không? Em là Lê Quốc Duy. Thì nãy giờ cái câu chuyện của em thì mẹ cũng đã chia sẻ với tất cả mọi người rồi. Yeah. Và em muốn đính chính lại rằng là là em học hết lớp 12. Chứ không có lớp 9 nào nghỉ. Lớp 9 là em lên Sài Gòn em học nghề thôi. Yeah. Rồi xong em vẫn quay về lại quê. Là bắt đầu học lớp 10, 11, 12 là 3 năm cấp 3. Yeah. Rồi tự học luôn. Học lớp 9 á, bé vô Sài Gòn. Rồi học thêm cái ngành điện nước á. À, em vừa đi học vừa đi làm. Hay là quá. Làm điện nước, làm phục vụ và đi học luôn. Giỏi quá. Hồi nãy thật ra là mẹ không có nói cái việc là em lớp 9 mới học tới lớp 9, mà mẹ nói là lớp 9 đã lên thành phố Hồ Chí Minh để đi học tiếp rồi. Vậy mọi người hiểu lầm đó. Dạ đâu có ai hiểu lầm đâu. Trời. Có mình em hiểu lầm á. Dạ. Ừ, trời, quê quá. Mời Thúy Hà lên vị trí đó dùm anh Hiếu. Chúc lẽ anh trừ điểm nha mẹ. Ừ, kêu mời giùm mình hồi ơi. Bây giờ sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đầu tiên mình có một phút để dùng cái lời nói chân thành để gửi gắm đến cho Thúy Hà nha. Dạ, vâng. Muốn nói gì cũng được. Một phút dành cho em, đoạn nhạc một phút bắt đầu. Ok ok. I am Derek dành tặng Thúy Hà. Ok. Em ơi anh xin hứa bên em đến trọn đời cùng trôi theo điệu nhạc. Đừng để anh chơi vơi, lòng em có nút thắt cứ để cho anh nới. Mỗi lần nhìn em cười là anh vui phơi phới. Em ơi đừng vội đi, em ơi chờ anh với. Em ơi chờ anh tới để anh đưa đi chơi. Mình cùng nhau muôn nơi dù thân mình đã rời. Anh vẫn chờ trả lời cô gái bé nhỏ ơi. Này là mới sáng tác luôn? Dạ mới viết luôn. Hay quá ta. Em thích nhạc rap không? Dạ có. Thưa quý vị, một phút đã trôi qua và bạn đã tận dụng thời gian này để rap sáng tác ngay lập tức, chứng tỏ rằng là hai chàng trai ngày hôm nay ai cũng có khả năng rap hết. Bây giờ là 30 giây không nói mà chỉ dùng hành động thôi nha. Đoạn nhạc 30 giây dành cho Quốc Duy bắt đầu. Giờ mình mới lần đầu gặp mà thô lỗ quá đúng không? Đúng. Có thể có một cái gì đó, cái sự khoảng cách của hai người hợp lý. Thưa quý vị, như vậy là hai cậu con trai của hai gia đình nhà trai đã xuất hiện. Mỗi người có cách lựa chọn tiếp cận bạn nữ khác nhau, cũng như thể hiện lời ăn tiếng nói khác nhau. Vậy thì để xem khi hai chàng trai này quay trở lại với người thân của mình, họ sẽ mang đến món bảo bối gì để chinh phục gia đình nhà gái. Đừng đi đâu nha, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay thưa quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi đã quay trở lại. Cảm ơn quý vị vẫn đang ngồi trước màn ảnh nhỏ. Lúc này đây trên sân khấu của chương trình đó chính là hai gia đình nhà trai đã mang trên tay của mình hai món bảo bối. Thưa quý vị, đầu tiên phải dành một tràng vỗ tay cho hai gia đình, có thêm tinh thần được không? Thưa mẹ nhà gái, theo quy định của chương trình ở phần trình báo vật này thì Phương Hiếu được phép khám phá báu vật của gia đình nhà trai để gợi ý cho gia đình nhà gái chúng ta cùng được đoán để mang lại sự thú vị cho khán giả. Không biết là ba Hiệp hay là mẹ Thảo, ai muốn con tới trước ạ? Tôi xin nói trước. Dạ, vậy Hiếu tới vị trí của ba Hiệp.
Thưa ba Hiệp, theo quy định của chương trình thì Hiếu sẽ được khám phá món bảo bối này. Ba Hiệp cho Hiếu khám phá nhé. Dạ, coi. Cái này cần nhẹ tay không ạ? Nhẹ tay. Nhìn thấy đầu tiên là cái sự khác biệt giữa độ nhấp nhô giữa hai món bảo bối của hai gia đình. Đúng không ạ? Đụng cái chỗ nhô trước. Dạ. Tròn tròn nha. Mềm. Tròn mềm nhỏ nhiều lắm, nhiều lắm. Một chùm là một chùm luôn. Xin mời nhà gái ạ. Em nghĩ là gia đình làm nho thì có thể là nho. Này mình trồng luôn hả ba? Đúng rồi. Ba ơi, gia đình mình mang một chùm nho lên sân khấu do gia đình mình trồng nên. Muốn gửi gắm thông điệp gì cho nhà gái? Mời phần thuyết trình của ba bắt đầu. Tôi xin gửi gắm là mọi sự kinh tế, bất cứ là gì, bất cứ là làm cái gì, đều con của tôi đều luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi mặt luôn. Cả ví dụ về sau này, về con trai tôi đi đến một tích đến nhà sư đại gái, tôi sẵn sàng thương yêu con trai mình giống như con dâu của mình, giống như con ruột của mình, về mọi sự hòa đồng nha, mà thương yêu lẫn nha. Dễ thương quá. Tạo điều kiện cho mọi mặt. Dạ, thật ra nông dân của mình chân chất và kiệm lời, cho nên nói không có hết cái ý. Theo Hiếu hiểu á, có nghĩa là nho đây chính là món sản vật mà gia đình đã tự tay trồng nên bằng chính sức lao động, bằng công vun bồi chăm bón của cả đúng gia rồi, đình. Okay. Và nó cũng chính là cái nền tảng của gia đình. Và ba Hiệp ở đây mong muốn gửi gắm đến cho nhà gái là dù sau này con trai của ba Hiệp có lựa chọn như thế nào đi chăng nữa thì nền tảng gia đình vẫn luôn ủng hộ và đồng hành cùng con đúng trong vậy. Mọi việc, phải không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Okay. Dạ, nôm na là mấy mẫu trồng nho này á, là dành cho con trai hết, phải không ạ? Đúng, ok, ok. Mà đã dành cho con trai rồi là dành cho con dâu tương lai, phải không ạ? Dạ, đúng rồi. Dạ, nôm na tóm lại là mấy mẫu nho, dạ. Nhà trai số 1. Cho nên, ba Hiệp đây muốn khẳng định một điều, đó chính là tiềm lực kinh tế của gia đình có sẵn, chỉ còn thiếu đúng nàng dâu. Phải không ba? Đúng, 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 đúng. Nhưng mà đối với nàng dâu tôi thấy con mắt là có sự quá ok, quá đẹp. Quá đẹp, xứng với con tôi. Rất là xứng. Thì hồi nãy hai đứa đứng vô chung với nhau y chang như là một cặp đôi. Cái cách là nề nếp ăn học hay là bất cứ đề gì cũng gọi sự ngang nhau. Dạ, thông cảm với nhau được, quá vỗ tay cho ba Hiệp cái nữa. Dạ vậy xin phép ba Hiệp mình xong rồi ha. Cho Phương Hiếu di chuyển qua bên mẹ Thảo để khám phá món bảo bối. Dạ. Cho phép Phương Hiếu khám phá theo quy định của chương trình nha. Dạ, bên đây thì không có nhô như bên kia. Nhỏ nhưng mà cũng có một nhô nhẹ thôi. Đúng rồi, có nhô nhẹ nhàng thôi. Nếu bên kia mềm thì bên đây cứng nha. Đúng rồi. À, bên đây cứng ạ. Hình vuông. Hình vuông cứng. Anh không đoán được. Hình vuông cỡ này thôi. Cái gì ạ? Chưa đoán ra được. Chưa đoán ra được. Dạ. Mình đoán là cái gì mà hình vuông? Một cây vàng SCC. Hay quá cô ơi. Cây vàng có hình vuông hả mẹ? Không, cây vàng hình chữ nhật. Em đoán. Nhẫn. Nhẫn, hộp nhẫn. Em nghĩ là một đặc sản nào đó của quê mình á. Ví dụ như nghĩa là bánh đây, đem nho bánh. Thì bên đây cũng đem đặc sản. Dạ, ở Quảng Ngãi có gì ta? Kẹo dừa, kẹo đậu phộng, bạch nha. Ồ, oh, ồ, oh, bánh tráng. Có thể, có thể. Bánh, mình đoán là bánh ha. Mở nha. Một. Chúc mừng khán giả đoán trật lất. À, một tay nghe. Thú vị quá. Dạ thưa mẹ Thảo, mời mẹ cầm món bảo bối ạ. Vì sao mẹ mang một chiếc tai nghe đến để gửi gắm đến cho gia đình nhà gái ạ? Cái tai nghe để mà nghe nhạc của con trai mẹ viết. Ồ. Con thưa nhà gái, thì là tai nghe này nó là một cặp, nhưng mà trong một cặp đó nó có hai chiếc. Thì nó cũng tượng trưng như một người nam, một người nữ, một người vợ, một người chồng thì sẽ thành một cặp. Yeah, có đôi có cặp. Hay quá. Rõ ràng là hai cậu con trai của hai gia đình có nhiều điểm tương đồng.
nhưng mà khác nhau ở việc họ chọn cái cách thể hiện mà thôi. Một cặp tai nghe ở đây không chỉ thể hiện là có thể nghe được những giai điệu âm nhạc để kết nối tâm hồn, mà còn là sự lắng nghe nhau giữa người chồng và người vợ trong gia đình, hay đơn giản là sự kết nối với nhau để thành đôi. Vậy thì hy vọng thông điệp này gửi gắm đến cho nhà gái, mình ghi nhận thông điệp này nha mẹ. Thưa quý vị, hai món bảo bối hai gia đình với những thông điệp và ý nghĩa khác nhau, tôi tin rằng họ có một mục đích chung, đó chính là chinh phục gia đình nhà gái để có cơ hội nắm lấy tay của cô gái xinh đẹp này. Vậy thì còn một phần cuối cùng nữa để mang đến nhiều sự mạnh mẽ hấp dẫn hơn nữa ở vòng quyết định mang tên Đại Chiến Tơ Hồng, để xem hai gia đình sẽ có những phản biện nhau như thế nào. Quý vị đừng đi đâu nha, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào đón quý vị đang quay trở lại với vòng quyết định, để xem hai gia đình nhà trai sẽ phản biện nhau như thế nào để thuyết phục gia đình nhà gái vì sao không nên lựa chọn cậu con trai gia đình đối phương. Thời gian dành cho hai gia đình chính thức bắt đầu. Dạ xin mời ạ. Tôi xin hỏi chị nè, con chị cô thấy nó còn hơn non nót, thứ hai nữa nghề nghiệp chưa sự ổn định, thứ ba nữa là trong cái trường hợp vậy nè, gia đình tôi về kinh tế, về mặt chất là về chồng trọt, nhưng mà về kinh tế thì ổn định, về nghề nghiệp nó sự ổn định luôn, nhưng mà về mặt tinh thần thì sự nó hơi nhẹ nhàng, có sự hơi bổ vọng tí xíu, nhưng về chính chất, về bản chất của con người nó có sự mạnh dạn hơn con của chị nhiều. Anh đừng có đem cái vật chất ra đây mà để nói về tình cảm được. Tôi xin lỗi chị, cái vật chất nó là một phần do ủng hộ về mặt con cái, chứ không phải là đem nó sự áp dụng vô. Mà hai đứa tự lập thì hai đứa sẽ làm ra được tiền. Dạ con kính thưa nhà gái, con thưa bác, thì con nghe bác nói là công việc con chưa ổn định, con không chấp nhận. Nếu như con chưa ổn định thì không thể nào mà con gửi tiền về để chú cho má con sinh hoạt. Con không ổn định mà cái về mặt nó là con sự chưa được sự kinh tế mấy, cái nghề nó là sự hơi lấp bên. Dạ thưa chú, là con vẫn chưa thấy được sự bấp bên ạ. Về tương lai con chưa thấy, nhưng mà về tương lai về sau này con bảo đảm được cuộc sống về người con gái nó hay không? Dạ được. Do vì á con làm cái này á cũng được 2 năm rồi, thì cái lượng khách hàng của con á đang có, mà con lại hợp tác với bên chụp ảnh nữa, thì con không biết sao mà bác lại nói là không có ổn định. Cái nghề chụp ảnh nó đang như bác có cần nghĩ đó là sự bay bướm. Thưa là bác, tại vì bác sợ rằng chụp ảnh là chụp với nhiều cô gái đẹp phải không? Đúng vậy. Con chụp ảnh quảng cáo, con chụp ảnh sản phẩm, con quay video quảng cáo là truyền thông, là media. Mà con á không phải là con đi làm thuê cho một công ty nào hết. Con là đối tác của họ. Con tự chủ động được cái thời gian của mình, con dành ra được thời gian của mình. Và con được biết rằng con trai của chú làm cơ khí, thì cứ sáng đúng giờ hành chính, chiều về thì nó rất là nhàm chán. Con của chú cũng có yêu nghệ thuật, nó cũng biết chơi gác trước con nữa. Diễn đề nó thì con có sự là chưa gọi là tự tin diễn đề nó. Sự nề nếp, sự có sự chớ mật của nó. Thứ hai nữa là có sự nó biết cái sự dừng chân nó bất cứ thế nào, hay là sự biết hòa đồng với ta như thế nào. Nếu mà hòa đồng á thì nãy giờ thì bạn đã không rụt rè rồi. Nếu mà bạn chú nói cái bạn chơi rap trước con á thì chắc chắn á thì bạn sẽ phải rap hay hơn con, rap được hơn con. Mà nãy giờ thì con cũng hoàn thành được một bớt mà bạn có hai câu. Con nói đúng không ạ? Nói vậy là ông bao nhiêu tuổi rồi? Tôi thấy ông là... hơi loi choi lóc chóc nãy giờ ơi. Hơi loi choi lóc chóc. Tôi thấy ông hơi loi choi lóc chóc nãy giờ ơi. Hơi loi choi lóc chóc. Nhưng mà thì nhìn hai cái bộ đồ thì cũng biết là như thế nào. Người ta á. Không, cái bộ đồ nó không có nói lên cái bản tính của con người. Đúng, đúng rồi. Chỉ là nó không có nói lên bản tính nhưng mà nó nói lên cái tính cách. Ví dụ lỡ sau này con làm ăn sự vấp ngã, con bảo đảm đôi cuộc sống vợ con như thế nào? Dạ, vậy thì con nói với bác như vậy. Lỡ sau này mà cái giường á, cái giường nho của bác không còn nữa thì con bác như thế nào và bác ra làm sao? Nếu cái giường nho không còn nữa thì bác có thể là tạo về mặt khác, về kinh tế làm ăn khác cho con. Anh á, đừng có đem cái vật chất ra mà chỉ để cho hai đứa đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Tôi nói thật chắc là mình ủng hộ về mặt kinh tế và cho con ủng hộ về mặt tinh thần, chứ không phải là đem vật chất vào phe khoang. Con anh á làm cái nghề cứng nhắc à. Cứng nhưng mà nó bộ bầm, nhưng mà ta hái được ra tiền nuôi cuộc sống. Thứ hai nữa là sự dư giả, sự tiến bộ của nó, tính ra sự ổn định bao nhiêu một tháng.
Dạ cái này thì con nghĩ thì nó cũng đủ sống đối với con, và cũng đủ dư để mà gửi đủ về dư mẹ. Gửi về mẹ. Còn con tôi về mặt kinh tế thì không cần dư là cái sự nó biết lo tương lai nó vậy, sau này cho vợ con nó thôi. Thì cái này nó đã dư để gửi về cha mẹ thì tất cái điều đó là tốt, tất nhiên là dư mà tôi có nó hiếu cũng... Ví dụ giờ mình có hiếu với cha mẹ, mình không có hiếu bên là đàn gái thì không phân biệt, nó phân biệt quá đi. Nên nhớ là có hiếu với cha mẹ thì bên đàn gái thì cũng vậy thôi, cũng xem mẹ vợ như là mẹ mình. Nè con nói với bác nè, có hiếu thì con chưa thấy bác kể gì về con trai bác làm cho bác, về cái sự có hiếu bác là cái thứ nhất nè. Tuổi bác thì quá nhìn của con đáng là con của bác rất là nhiều, nhưng về cái tuổi bác nhìn xa thì con chưa gọi là sự dũng dạ. Chắc đây nè, hai bàn tay trắng nè, Lê Ba nói đó, bàn tay lao lũ cũng chưa gọi là có dư, mà do sự đầu óc mình có chế tạo hay không. Nếu mà đầu óc con không có thì con cũng không làm được việc, con cũng không tự kiềm khách hàng được. Dù con có cỡ nào thì con phải có sự vật chất, có sự tiến bộ đi lên, chứ không bao giờ con không có vật chất từ có sự đi làm công ra suốt đời. Thì như vậy bác nói á, làm như con làm ăn làm thuê suốt đời, nhưng mà con đâu có làm thuê đâu, con làm đối tác, con của bác mới làm thuê. Thì cái đối tác gọi là đi làm công người ta rồi đó. Đó con của bác đi làm công mà. Đó con của bác đi làm công mà. Cái đối tác gọi là đi làm công, con này là tự đối tác, tự mình sáng chế ra, tự mình làm chủ bản thân. Vậy bác, con của bác đã sáng chế được gì chưa? Con của bác đã sáng chế được gì chưa? Có làm ra rất nhiều thứ. Có nghĩa là khi sản phẩm về cơ khí, sản phẩm về chế tạo máy, thì có những máy bắt buộc từ đầu óc của mình phải suy nghĩ ra để vận hành một cái máy đó, mình tạo ra một cái máy mới. Chẳng hạn đi, ông muốn cắt trái cây nhanh, đâu đơn giản là dùng dao đâu, mình phải suy nghĩ, mình tạo ra một cái máy mới. Thì chúng tôi là những người suy nghĩ và chúng tôi là những người tạo ra một cái máy đó để phục vụ cho mọi người. Ok. Thì tạo ra, nói thì cũng có vẻ suông, cũng hay suông chứ. Nhưng mà đã làm được chưa? Sáng chế của con bác khi nào nó hoàn thành? 5 năm, 10 năm hay là 20 năm? Thì cái khoảng thời gian đó, cái đồng tiền ở đâu ra mà để sinh hoạt trong gia đình hả bác? Còn con là tiền nó về đều đều. Ông à, trong thời gian mình sáng chế mình vẫn có thể làm việc được. Không có nghĩa là mình tập trung hết toàn bộ thời gian để mình sáng chế. Không ai điên tới nỗi mà cả ngày suốt đêm mà sáng chế tập trung vào một thứ không có giá trị. Ok, dạ. Vậy rồi thời gian đâu mà dành cho vợ, cho con? Đúng không? Ban ngày mình làm việc kiếm tiền nè, ban đêm mình ngồi sáng chế nè. Cái công việc của tôi nó thoải mái lắm. Giờ ngày nào đối với tôi cũng là chủ nhật. Bây giờ nha, tôi đi làm tôi vẫn có ngày nghỉ. Thì cái ngày nghỉ giờ đó, ba nói cho con một cái phân biệt là gì? Ăn thua tư cách của người bạn gái, có sự hòa hợp với mình hay không, có sự chọn mình hay không. Về cái trường hợp đó, giờ có tranh luận, có cởi tới sáng thì có sanh ra sự, nó có sự không có tốt đẹp mấy. Giờ tốt nhất để dành cho bên sự đàn gái. Dạ đúng. Hay nhất. Vậy thì để xem nhà gái sau khi đã nghe hai nhà trai của chúng ta đã tranh luận với nhau rất là cặn kẽ, nhưng đúng câu chốt của ba Hiệp, nhà gái lựa chọn như thế nào là quyền của nhà gái. Vậy thì ngay bây giờ thời gian hội ý dành cho nhà gái đưa ra quyết định quan trọng nhất ngày hôm nay bắt đầu. Xin mời. Quý vị, thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết. Cho anh hỏi Hà nha, khi mình đứng ở đây, có lẽ hơn ai hết hai anh em mình là người đã theo dõi rất là rõ tình cảm gia đình gắn bó với nhau như thế nào. Ba Hiệp bảo vệ con trai của ba Hiệp, mẹ Thảo bảo vệ con trai của mẹ Thảo. Em thấy như thế nào về những người làm cha làm mẹ ở đây? Dạ, thật ra thì em quý cả chú cả cô luôn, bởi vì hôm nay đứng ở đây thấy cô chú vì con của mình mà dùng gọi là dùng mọi thứ ra để bảo vệ cũng như là để thuyết phục gia đình nhà gái, thì thật sự em rất là cảm động. Cảm ơn cô chú tham gia ạ. Rồi, nói như vậy để thấu hiểu nhau hơn giữa các thành viên trong gia đình và để càng trân trọng hơn những người làm ba làm mẹ đang có mặt ở đây, tại vì họ đã dành hết những tình cảm yêu thương dành cho con mình để chinh phục một cái cơ hội để cho con mình bước đến một cái trang mới, đó chính là một cái mối quan hệ mới trong tình cảm đôi lứa. Vậy thì giờ đây, mẹ nuôi là người đứng cửa giữa, phải không mẹ nuôi? Hãy thay mặt ba mẹ của em Thúy Hà đưa ra quyết định gia đình nào là gia đình
mẹ đồng ý cho phép hẹn hò con trai của họ với con gái của nhà mình. Mẹ Nguyên thân mến, bây giờ mời mẹ đưa ra quyết định của mình. Đâu là gia đình có cậu con trai mà mẹ muốn cho phép hẹn hò với con gái của mẹ? Xin mời mẹ. Người mà chúng tôi quyết định cho phép con gái tôi hẹn hò là... Tôi xin gửi gắm là mọi sự kinh tế, bất cứ là gì, bất cứ là làm cái gì, đều con của tôi đều sẵn sàng giúp đỡ. Con chụp ảnh quảng cáo, con quay video quảng cáo là truyền thông, là media, con là đối tác của họ. Bàn tay lao lũ cũng chưa gọi là có dư, mà do sự đầu óc mình có chế tạo hay không. Quyết định của mẹ là... Gia đình của ba Hiệp, con Thanh Phong. Yeah! Chúc mừng Thanh Phong đã là người được gia đình nhà gái lựa chọn cho phép hẹn hò với Thúy Hà. Rất hồi hộp. Thưa mẹ, gia đình nhà gái chúng ta có thể cho biết lý do vì sao mình chọn em Phong không ạ? Ngoại hình của em rất là dễ nhìn, khuôn mặt chất phác và cương nghị. Thì qua lời giới thiệu của em là cơ khí. Cái nghề nghiệp này là đã được đào tạo bài bản và là cái ngành nghề mũi nhọn của ngành công nghiệp của thành phố. Cái thứ hai là người năng động, nhanh nhẹn, có công việc ổn định. Nhưng mà cuộc sống của em rất là tình cảm, nội tâm. Do đó em cần cái người tìm hiểu, cái người mà quan tâm với em trong cuộc sống. Không biết là hai thành viên còn lại mình có cùng lựa chọn nó luôn không hay mình nghĩ như thế nào ạ? Em thấy gia đình bên này em thấy kiểu chân thành ấy anh. Em thấy bên này được, còn bên kia em thấy nói nhiều. Là em thích chân thành hơn. Là em cũng nghiêng về giống như là mẹ Nguyên em chọn bên đây. Dạ con chị thì sao ạ, chị Huyền? Dạ, lúc đầu thì cũng theo dõi hai gia đình có biện minh cũng như là có biện luận về nhau, thì cũng nhìn hai bạn nam ở đây thì em vẫn thiên về bạn Duy hơn một chút. Tại vì là bạn ấy cũng thuộc tiếp là nói nhiều, lấp đi những cái khoảng trống hoặc là tạo cái không khí cho gia đình một chút. Nhưng mà theo ý kiến của mẹ thì vẫn là mẹ là quyết định, vẫn ủy quyền cho mẹ là nhiều hơn thì vẫn quyết định theo ý mẹ. Rõ ràng là để nhận thấy là chị cũng có một cái mong muốn riêng là một chàng trai sôi nổi hơn, sẽ hợp với con gái của, cũng như là em gái nhà mình hơn, phải không? Còn như mẹ Nguyên chắc chắn là người lớn sẽ có những tầm nhìn khác. Thậm chí là mẹ Nguyên ở đây còn đã trao đổi với mẹ ruột ở nhà rồi mà. Cho nên cái việc mà đưa ra quyết định như vậy thì chắc cũng không có gì khó hiểu cả. Quan trọng là người lớn đã quyết định rồi và ngồi trên kia là Thanh Phong. Thanh Phong là người được gia đình lựa chọn. Bây giờ là em nha, nghe theo tiếng gọi con tim mình, đặt tay lên tim. Anh Hiếu đếm 1, 2, 3. Nếu như em đồng thuận với lựa chọn của gia đình mình là Thanh Phong, con trai của ba Hiệp, thì em hãy di chuyển lên vị trí đó để màn tác hợp ngày hôm nay thành công. Còn nếu như em không đồng ý và em có quan điểm riêng, giống như từ trước đến bây giờ em vẫn cho rằng là mình chưa thấy tìm thấy điểm chung với gia đình của mình, thì em cứ đứng tại chỗ để nói lên tiếng nói của mình. Thưa quý vị, Thúy Hà đang đứng trước quyết định có đồng thuận hay không đồng thuận với lựa chọn của gia đình mình là một chàng trai gia đình đã được chọn để có thể kết đôi với em. Vậy thì để xem Thúy Hà sẽ quyết định như thế nào. 1, 2, 3, xin mời. Suy nghĩ kỹ. Một cơ hội cho mình gặp gỡ một chàng trai sau một mối tình tổng cộng 6 tháng, chia tay nhau 2 năm rồi quay trở lại, nhưng vì không hiểu nhau, không chia sẻ với nhau, không giữ vững lập trường để cho tình cảm tan vỡ, thì giờ đây là một chàng trai giữ vững lập trường ngay từ đầu, điềm đạm, từ tốn, nền tảng gia đình tốt, chân thành và một công việc ổn định, là chàng trai mà gia đình mình đã lựa chọn cho mình. Vậy quyết định của Thúy Hà là
Xin mời. Bác thấy cái này có trường hợp hơi rắn cắn một tí xíu. Dạ. Vậy bác muốn hỏi trực tiếp của bản thân con. Ví dụ con về làm dâu, gia đình chú là ở trên từ xa ở ngoài quê vô đây để tham dự kiếm một người của bạn gái của nó, thì bác từ xa lặn lội vô đây, mà tại sao mẹ ruột của con sinh đẻ ra con mà từ thành phố mà không đi đến nhà giữ của con? Là các bác hơi thắc mắc cắn cắn nó. Mà còn đây là mẹ nuôi con, chưa gọi là quyền quyết định. Còn những cái gì của con trai bác đã chấp nhận quan hệ với con để tìm hiểu nhau thì bác chống đối, không cho chấp nhận. Thật ra thì hôm nay á, ngay từ đầu thì mẹ nuôi của con cũng có trình bày rồi, là không phải mẹ con không muốn tới đây, mà là mẹ con bận quá nhiều việc. Bận quá nhiều việc. Bởi vì hôm nay là bận cỡ nào, bác cắt ngang lời nói con, bận cỡ nào, ngày cái danh dự, ngày bản chất của mẹ mình, của con mình để ra mắt bên đàn trai, bác chống đối về con trai của bác, về quan hệ, về mặt tình cảm với con, về cái trường hợp đó. Về tương lai của con đâu phải một ngày một bữa, về lâu dài, về cái trường hợp bận bộ cỡ nào thì buộc người mẹ nó phải giữ danh dự cho người con gái của mình. Dạ. Dạ, đầu tiên là con cảm ơn bác đã lặn lội đường xa cũng như dành thời gian tới chương trình. Bởi vì con biết là bác cũng thương yêu con của mình đúng không ạ? Dạ, đối với con á, thì mẹ nào cũng là mẹ. Mẹ nuôi thì cũng là mẹ, mà mẹ ruột thì cũng là mẹ. Chưa kể đến chuyện là mẹ nuôi và mẹ ruột của con rất là thân với nhau như chị em ruột ấy ạ. Và đã có sự đồng thuận với nhau rồi. Và mẹ của con nếu như mà sau này á, con với bạn thành đôi và có thể tổ chức đám cưới đi chăng nữa, thì chắc chắn vào ngày đó mẹ con sẽ chắc chắn sẽ không bao giờ thiếu mặt được đâu ạ. Con bảo là đồng thuận với nhau tới ngày ra mắt nó, thì tới lúc cái lúc nó dở dẻ ra, ba mẹ con hay là gia đình con không đồng thuận với nhau như thế nào? Dạ chú yên tâm ạ, con là con với bạn cưới nhau là hạnh phúc của tụi con, chứ không phải là tụi con cưới con cưới vì ba mẹ con, mà là vì con chứ. Cũng như là hạnh phúc của tụi con chứ không phải hạnh phúc của ba mẹ. Nếu mà ba mẹ con đồng thuận thì đó là một điều con rất là mừng. Còn nếu như ba mẹ con không đồng thuận thì đó ở bản lĩnh của con và bạn sẽ có phải thuyết phục ba mẹ con như thế nào. Nghĩa là con không biết tiếng trên rồi dưới. Dạ. Yeah. Nói là con biết bản thân của con chứ không nghĩ gì sâu sắc về cha mẹ, về tuổi già như thế nào. Theo con nghĩ phải đúng không? Bắt nó dạ không... chứ theo chú ạ, kính trên nhường dưới ở đây là con đang không kính trên nhường dưới ở chỗ là nào ạ? Con kính trên nhường dưới là như vậy. Theo con sắp lặt cho những người lớn. Con sắp lặt cho những người lớn. Đi theo bản chất của con. Chứ không phải người lớn lặt theo cho con. Về cái như vậy thì mình đang bị là ép buộc con giống như là ngày xưa ấy ạ. Có nghĩa là người ta nói là ép dầu ép mỡ, ai nợ ép duyên đúng không ạ? Cho nên là vì con... cái trường hợp bác thấy là... gia đình con là chưa lúng, chưa vấn đề xử lắm cắn về vấn đề đó. Không là... bằng mọi giá, bà không đồng ý nếu con chấp nhận. Bà không đồng ý nếu con chấp nhận. Thì những cái gì con tự đề lập đi lên. Thật sự thì nghe câu chuyện của Hà thì con cảm nhận được khá nhiều về những thứ mà Hà đã trải qua rồi. Từ khi mà con rời nhà ra đi, con lên Sài Gòn, con đi học. Năm 18 tuổi con ở một mình, tránh xa vòng tay gia đình, và con cảm nhận được thứ nó thiếu mất mát gia đình nó như thế nào rồi. Cái cảm nhận của con 1 năm, 2 năm, 3 năm, cuộc đời của con sau này như thế nào? Thì bây giờ con đã thay đổi rất con là làm cái gì rồi. Phải cho chững chạc và không muốn để dấp ngã vô cái đường tình cảm đó. Còn con quyết định về mặt tình cảm đó, ba không đồng ý. Dạ, bây giờ nếu mà hiện tại chú không đồng ý thì không nói trước được tương lai. Con với bạn có thể đi được đến với nhau thì tụi con sẽ chứng minh cho chú thấy được là sự lựa chọn hôm nay thời của bạn và con là đúng. Thì trước hết thời gian con phải cho gia đình con gặp về cha mẹ ba đây. Dạ, sau hôm nay chắc chắn là sẽ gặp được thôi chú. Ở đây không phải là việc ba Hiệp đang bắt lỗi là không có mẹ ruột ở đây, mà ba Hiệp lúc đầu đã đồng thuận rồi đó. Nãy giờ chúng ta khi mà nghe ba Hiệp nói chuyện cũng đủ hiểu ba Hiệp là một người thương con như thế nào và mong muốn những điều hạnh phúc nhất cho con như thế nào. Quan trọng ở đây là mẹ nuôi là bạn thân của mẹ ruột.
không biết là có nhờ vả tới đây không hay là bên cạnh đó là vì cái trường hợp mát sư bác thấy hơi lấn cấn vậy hơi lấn cấn phải không? À, đúng rồi. Nhưng mà ở đây nè, cho Hiếu hỏi ba Hiệp nha, con trai của ba Hiệp hồi nãy cũng chia sẻ đã từng có thời gian phải lên thành phố Hồ Chí Minh ở mình rời xa vòng tay gia đình, hồi nãy em nói cái ý đó có ý nghĩa gì vậy? Dạ thì khi mà mình rời xa gia đình thì mình sẽ mất mát đi một phần tình thương. Và khi đó em cảm nhận là mình cái khoảng cách của mình với gia đình, kết nối với gia đình đó, nó xa dần đi. Và sau khi này em rơi vào cái tình trạng là em đi làm hàng ngày, em giống như là không quan tâm đến gia đình nữa, mình chỉ biết quan tâm bản thân mình nữa thôi. Thì đó là một điều xấu. Và em nhận ra rằng là không phải là mình tự nhận ra, giống như Hà đã nói là mình tự nhận ra và mình tự sửa đổi bản thân, chứ không phải là ba gọi mày nè, hôm nay sao mấy hôm nay mày không gọi về gia đình, mày bị gì. Thật sự thì có nhiều khi mình bận, mình không thể nào mà mình chỉ nhận ra mà mình dành nhiều thời gian cho gia đình mình hơn thôi. Anh Hứa không đứng ở phía nào cả, nhưng mà người trẻ bọn em ích kỷ quá. Tụi em chỉ biết lo cho tụi em thôi. Chính tụi em cũng mở miệng ra nói là khi mà tụi em dành thời gian để làm việc rời xa gia đình, cái tình cảm gia đình nó nhợt nhạt là do ai nhợt nhạt? Tình cảm gia đình nó không có khoảng cách quý vị. Tình cảm gia đình không bao giờ có khoảng cách, dù chúng ta đang ở cách xa nhau hàng ngàn cây số cũng chưa bao giờ có khoảng cách. Từ tụi em đang dành thời gian cho những mối quan tâm của tụi em mà tụi em không dành cho gia đình của mình. Ba mẹ sinh con ra, nãy giờ ba Hiệp nói, những điều ba Hiệp nói là ba Hiệp muốn quan tâm lo lắng đến hạnh phúc cho tụi em sau này, để cho những người lớn họ đều đồng thuận và đều vui cho tụi em. Chứ sợ là gia đình, những người làm cha làm mẹ khi biết con mình lựa chọn, rồi sợ con mình lựa chọn sai, con mình lựa chọn không có hạnh phúc, rồi thì ai khổ? Không phải tụi em khổ đâu. Tụi em đừng nghĩ tụi em lựa chọn sai tụi em khổ, mà cái người mong tụi em hạnh phúc mới là người khổ hơn. Cho nên việc ba Hiệp nói thì cũng không có sai. Vậy thì cái việc của tụi em là chứng minh cho người lớn thấy là tụi em đã trưởng thành như thế nào và tụi em đang đi đúng trên con đường mình đã chọn. Sướng khổ tụi em chịu trách nhiệm. Vậy thì hãy nói một lời để xem ba Hiệp có thay đổi hay không. Đó là quyền quyết định của tụi em nha. Cổ vũ cho hai bạn đi ạ. Thì ba, con năm nay thì cũng 23 rồi. Công việc thì cũng đang bắt đầu dần ổn định dần và đang tiến triển rồi. Thì thời gian lúc này là con cũng đang muốn kiếm một người bạn đồng hành từ đây đến suốt đời sau của con. Và con tự tin rằng bản thân con từ bây giờ trở đi sẽ tập trung vào quá trình phát triển của mình. Thì con chắc chắn sẽ chứng minh cho ba thấy rằng con thành công như thế nào. Cho ba trả lời lại cho con một cái trường hợp này. Ví dụ sau này con giữ chấp ngã, con đau một mà người cha mẹ đau tính 10, con nghĩ ra là khi đó thì con cũng buồn chứ, nhưng mà con chắc chắn rằng con sẽ không vấp ngã mà con nằm yên tại đó và con sẽ đứng dậy và con đi tiếp. Cuộc đời của con còn trẻ, con đừng nghĩ lâu trước. Dạ. Dạ. Đường còn dài. Tụi con không khẳng định là không vấp ngã nha, tụi con vẫn sẽ vấp ngã, nhưng vấp ngã là một bài học. Lúc chứ con không phải là vấp ngã là đứng không lên được. À. Con suy sụp vợ chồng con, hai gia đình, con cảm thấy dương lên như thế nào, rung lắc như thế nào? Trong trường hợp đi là tụi con có vấp ngã đi ạ, à, thì liệu tụi con có vẫn còn là con của ba không ạ? À? Con vẫn là con của ba. Con vẫn là con của ba. Cha mẹ sanh ra không bỏ con bỏ ba mẹ thì có, chứ con cha mẹ chưa bỏ con. Về cái trường hợp đó, thí dụ giờ tới một ngày đi, bác thí dụ cho con một cái như vậy. Lỡ cha mẹ khuất đi, lúc con làm ăn được, chả hiểu con có cảm thấy nó muộn màng không? Chả hiểu con có cảm thấy nó muộn màng không? Dạ. Còn có quyền quan hệ hay không là quyền của nó. Dạ. Còn ở đây bà cấm tuyệt đối nó không về tình cảm đó. Là bác đang cấm tình cảm, ở đây có nghĩa là bác đang không muốn cho tụi con tìm hiểu nhau hay sao ạ? Đúng vậy, đúng vậy. Chị bác thấy nó cắn về cái trường gia đình này, gia đình. Dạ tại sao ạ? Dạ. Về cha mẹ, bác có nghĩ là bác từng xa, bác đến đây lặn lội đi đến để con mắt người con dâu. Dạ. Mà được. Người bên người con dâu nó, và tại sao gia đình cha mẹ ruột sanh đẻ mình tại sao không đi đến ngày dự của con mình? Dạ, nãy giờ thật ra là ba Hiệp lấn cấn là chỉ sợ rằng là do không có sự hòa đồng nhau. Do gia đình bên kia không hòa đồng cho ba mẹ không có mặt ở đây. Đúng. Nhưng mà cho anh hỏi nha, nếu xong bữa nay nè, nếu ok, dạ, sáng mai thì em mời ba mẹ đi gặp
ba Hiệp để dạ. cùng ăn sáng được không? Dạ tí nữa liền luôn, sau chương trình luôn. Đó mình cam bên kia cam kết rồi chú. Đó, vậy để nói thì bác thẳng nói thẳng ra, dù muốn được không, bác cấm tuyệt đối không sự đi tới mục đích đến đâu. Ba con nghĩ là còn ba nên... đã nói quản định của con dạ. là như vậy, bác không nói nhiều. Nếu con tự quan hệ được, tự đi tìm hiểu được thì có đó sau này trả lời. Dạ. Nhưng mà ba Hiệp này cho Hiếu cũng nói lại đôi lời. Đôi trẻ bên kia họ đồng thuận với nhau. Bây giờ ba Hiệp đứng xích qua đây, ba Hiệp thấy không? Chỉ mới ráp lại nhau thôi mà đã đồng tâm cộng khổ, cùng thuyết phục, cùng ra sức chứng minh là hai bạn chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Ở đâu ra hai cái con người mới gặp nhau trong phút chốc của chương trình mà lại đồng thuận với nhau như vậy? Đó là một cái tiền đề tốt cho đôi trẻ tìm hiểu nhau chứ, phải không ba? Vì cái trường hợp đó, bác có thấy thử thách gì cái trường hợp đó để cô nó trả lời bản thân người lớn như thế này? Vậy là để giờ mình thử thách hả? Thì cái trường hợp đó, cái gì cũng phải có thử thách. Vậy giờ ba Hiệp đồng thuận chưa nè? Thì cái sự nói con dâu mình như vậy là được quá hoàn hảo, mình phải ok thôi. Ôi trời, làm hết hồn luôn á. Tưởng xong luôn rồi đó. Thôi thì thật ra mà nói cũng cảm ơn hai em. Cảm ơn hai em đã dùng những lời lẽ như vậy để thuyết phục, để chứng minh. Tại vì anh Hiếu nghĩ rằng nha, đứng ở góc độ tình cảm gia đình đó, đó là việc chúng ta nên làm. Chúng ta luôn luôn phải chứng minh, phải thuyết phục, phải chứng minh, phải thuyết phục. Không cách này thì cách khác. Tại vì đơn giản đó là bổn phận của con cái. Đừng gọi đó là trách nhiệm. Tình cảm gia đình hay là tình cảm của lứa đôi không có trách nhiệm, mà là bổn phận dành cho nhau, bổn phận để làm cho nhau hạnh phúc, bổn phận làm cho nhau gắn kết hơn. Cho nên thôi thì cố gắng ha. Vậy là ba Hiệp không có buồn nữa ha. Ok. Mình thử thách bây giờ rồi phải không? Vỗ tay. Vậy thì còn gì bằng nữa? Dạ mời gia đình mình lên sân khấu được không ạ? Để cùng chào khán giả ạ. Dạ. Thưa quý vị, cứ ngỡ rằng ngày hôm nay chúng tôi sẽ kết đôi không thành công rồi. Nhưng rồi thì đúng là người lớn sẽ có những suy nghĩ của người lớn, và người trẻ cũng sẽ có những suy nghĩ của người trẻ. Kính trên nhường dưới là một nét văn hóa vô cùng đẹp của người Việt Nam chúng ta. Trong mối quan hệ gia đình thì việc kính trên cho thấy sự tôn trọng những người có tuổi, có đạo đức, có kinh nghiệm sống. Nhường dưới cho thấy sự cân bằng, sự tôn trọng những suy nghĩ của những người trẻ, và tạo điều kiện cho những người trẻ được thể hiện, được học hỏi để phát triển tốt hơn. Và rõ ràng chúng ta hay nói là nếu người trẻ mà không kính trên thì sao, và người trên không nhường dưới thì sao? Mối quan hệ nào khi có một sự tác động chỉ một chiều thôi thì mối quan hệ đó đứt gãy. Cho nên cái việc mà kính trên nhường dưới ở đây là cả hai phải cùng nỗ lực, cả hai phải cùng thấu hiểu nhau. Và cảm ơn ba Hiệp đã có một cái phần cuối cùng làm chương trình hơi thoát tim, là mình thử thách đôi trẻ một chút xíu. Nhưng đó cũng chính là mối lo lắng lớn mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị, đặc biệt là những người trẻ đang chưa tìm thấy sự thấu hiểu với những người thân trong gia đình của mình. Khi mà nghe ba Hiệp nói như vậy thì hai em cảm thấy sao, và có hứa và cam kết điều gì với ba Hiệp hay không? Dạ thì những lời con đã nói ra với ba thì con chắc chắn là bản thân con sẽ làm được. Và những lời mà Phong đã nói với Hà thì chắc chắn Phong sẽ cố gắng làm bằng tất cả mọi thứ. Yeah. Kết thúc với lời lan tiếng nói thì bác cũng xin đây là nói thẳng với con là nếu con đã thương con của người ta thì con tốt nhất phải có hiếu cha mẹ của người ta, giống như có hiếu cái cha mẹ của mình. Dạ cái đó là bổn phận rồi ạ. Như nãy đây là bác nói là hướng dẫn về con của trai của ba. Dạ. Dạ. Cũng giống như là một phần lý do mà con chọn bước lên trên đồng ý hẹn hò với bạn là bởi vì bác, bởi vì con rất thích những người cha mẹ mà thương con, lắng nghe con, bảo vệ con như vậy ạ. Bởi vì ba mẹ con cũng như vậy thôi. Ok. Rồi qua đây cũng xin cảm ơn mẹ Nguyên đã đến đây để cùng hợp lực giúp cho em có một lựa chọn tốt. Cảm ơn chị Huyền, cảm ơn em Nga nha. Phải chúc mừng em Nga nữa, tại vì em Nga còn có số điện thoại của ai đó để cũng tìm được hạnh phúc lứa đôi. Vậy thì ngày hôm nay mình gọi là sống hỷ lắm môn, phải không ạ? Dạ. Vậy thì thưa quý vị, với một cái kết thật đẹp ngày hôm nay dành cho chương trình, chúng tôi cũng xin gửi những cảm xúc tuyệt vời này đến cho quý vị để giúp quý vị có một đêm ngon giấc. Và đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình Đại Chiến Tơ Hồng được diễn ra vào lúc 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Đừng quên khung giờ này tuần sau chúng ta lại gặp nhau quý vị nha. Và tôi là Phương Hiếu, xin chào và hẹn gặp lại. Comment,
subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.